Nhà này là sổ hồng riêng thì diện tích đó, rộng rãi thì khỏi phải bàn rồi. Thì á, nhà này á, xây dựng nói chung là gần cả năm rồi bán không được, kèm theo hiện tại kinh tế thị trường mình đi xuống, miền ngoài nó bão lụt, cho nên chủ nhà quyết định giảm mạnh ngay 550 triệu. Giá hiện tại của mình chỉ còn đúng 1 tỷ 900 triệu. Đó, pháp lý nhà mình là sổ hồng riêng và có hướng đông nam nha. Và cụ thể như thế nào, Trang Hải mời gia đình mình cùng Trang Hải giờ đi từ ngoài đầu ngõ coi dân cư đường xá như thế nào, tham quan hết luôn nha. Dạ, Trang Hải mến chào bà con mình đã quay trở lại trên kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Như đầu video, đây là con đường và dân cư ra để vào căn nhà mà Trang Hải gửi cho bà con mình xem tham khảo nha. Theo hướng tay phải, Trang Hải chỉ thẳng ra đó là khoảng 800 m là mà đã đụng đâu quốc lộ 1A và bị chuyển về chợ Bình Chánh tầm khoảng 2 km thôi. Dân ở đây thì đông đúc rồi. Phía trước mình nè, mình có một cái view con sông nè, lấy nước, cho nên khu vực này bà con mình yên tâm mà khỏi sợ gặp lụt luôn. Và này đường thông luôn, đường này xe tải là vô tư luôn. Đó, và hôm nay là từ căn nhà Trang Hải giới thiệu, từ đây bà con mình bước vào đó chừng 15 mét là nó tới thôi. Nhưng mà có cái là đường mình chỉ là đường bê tông ba gác thôi, nó sát bên đường xe tải nha anh chị bà con. Đó, đây là những cái khu nhà dân ở nè, đó sang sát với nhau luôn, có những căn nhà trọ nữa. Cho nên đây là một trong những cái vị trí phải nói cực kỳ đẹp và đắc địa luôn. Và cái giá nó càng quan trọng hơn nữa nha anh chị bà con. Đó, cái giá mình chỉ đúng 1 tỷ 900 triệu thôi. Và nói chung là chủ xây nói chung là đã lâu rồi bán không được, cho nên quyết định giảm ngay 500 triệu so với thời điểm trước luôn. Và ở đây hiện tại có một cặp nhà nha, với pháp lý của nhà mình là sổ hồng riêng và hướng đông nam nha. Và hôm nay Trang Hải dành riêng cho video một cái căn gốc nở hậu cực kỳ đẹp luôn. Thì căn này có diện tích ngang 4 mét nè, dài cho 25 mét, nở hậu tới 4,5 m, được thiết kế một lầu gồm có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng thờ, cực kỳ đẹp luôn. Và giá tổng toàn bộ hiện tại chỉ đúng 1 tỷ 900 triệu thôi nha. Và sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải vào khám phá chi tiết căn nhà. Thì bà con nhìn thấy nè, cái bậc tam cấp nè, đó là cái đường mình là không bao giờ ngập, mà cái nhà mình nói chung cúc nền mà rất là cao, khoảng gần cả mét nữa, thì quá là tuyệt vời luôn. Hai bên thì có hai cái cột cổng nè, đây nó cũng rất là to đùng luôn. Và nhà mình bảo vệ một lớp cửa cổng ở ngoài, cửa sắt nè, cũng sống sạch rất là đầy đủ luôn. Rồi đây là toàn bộ không gian, cái khoảng sân nho nhỏ của mình nha, đó được chủ nhà đặt lót gạch cũng rất là sạch sẽ nè. Đó, hai bên này nói chung là cũng có hàng rào kiên cố, mà gia đình mình nếu mà có thể mình để giày cũng được, về có thể mình làm thêm một cái hiên mái che cho ẩm cúng căn nhà mình là khỏi chê luôn. Rồi cái bậc tam cấp, cái ngoài đường đã cao rồi thêm tam cấp, bà con mình nhìn thấy đây rồi, nó khoảng thì 4 tấc nữa, cho nên là từ cái mặt cốt nền của mình cao hơn số mặt đường gần cả mét luôn. Nói chung là cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà cái bậc tam cấp này được đá ốp cá qua phương màu đen nè, cực kỳ là đẹp luôn. Và lớp cửa thứ hai để vào căn nhà mình, đây bảo vệ căn nhà mình thì lớp cửa chủ nhà làm nhôm xin pha và kính cường lực, cực kỳ đẹp luôn. Và gia đình mình về có thể lắp thêm một bộ rèm nữa là tuyệt vời luôn. Và đây là toàn bộ không gian phòng khách của mình, đó rất là rộng rãi thoải mái luôn. Nền gạch đó thì lót gạch da gỗ nha, nó nhìn sang mà nó dịu con mắt luôn, cũng như xung quanh tường nè nó cũng rất là cao luôn, đó xuyên suốt rất là cao luôn. Hệ thống trần đầy đủ, điện có về chờ sẵn và la phong dịch hợp, đèn led đầy đủ gia đình mình luôn. Thì căn nhà này á, chủ nhà xây không gian mở, bà con nhìn thấy nè, ở dưới đây cổng luôn. Gia đình mình về có thể mình tận dụng chỗ này làm cái kho hay cái hộc, mình trưng bày những cái sản phẩm, những yêu thích của mình là cũng quá là ok luôn. Rồi tiến sâu hơn là mình có một cái không gian bếp. Wow, không gian bếp thì khỏi phải bàn, đây gia đình mình ơi, rất rộng rãi thoải mái luôn. Tủ bếp đầy đủ và cái bếp này nó thêm có cái khoảng này giống như mà Trang Hải nghĩ như cái quầy bar đó, gia đình mình có thể để ghế làm mà ăn cũng được, để bên đây cũng tuyệt vời luôn. Tủ bếp trên, bếp dưới đầy đủ cho gia đình mình rồi nha. Mặt bếp thì đã qua cương nguyên một tấm, kèm theo đó cái bên mình cũng có bồn giữa chén giữa bát bồn đâu luôn nha. Đó, cực kỳ luôn. Và Trang Hải cũng rất thích căn nhà này. Đây mà bà con, có một cái phòng ngủ dưới đất dành cho cha mẹ mà lớn tuổi nè. Đó, tuyệt vời, rộng rãi thoải mái, tất cả hệ thống nói chung điện chiếu sáng là đầy đủ cho gia đình mình luôn rồi. Và điểm cộng cuối cùng của căn nhà mình, đây mời bà con, phía sau nhà có một cái khoảng giếng trời rất là thoáng và mát luôn, mà lấy gió lấy sáng luôn. Kèm theo đó là một cái nhà vệ sinh, đây đầy đủ trang thiết bị vệ sinh rất là cao cấp luôn. Đó, cửa nhà vệ sinh thì dẫn tất cả thì nhà mình nhà nhôm xin pha phun mờ cực kỳ luôn. Rồi sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá trên tầng 1 của gia đình mình nha. Rồi xin mời. Đó, trước khi mình lên cái tầng 1 thì mình phải qua có cầu thang. Cầu thang á, thì hai bên tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ nè, nguyên mặt khối, kèm theo đó kính cường lực 10 ly rất là dài luôn. Cũng như những bậc cầu thang thì khỏi phải chê rồi, có đá bóng nguyên, đẩy nguyên tấm đá qua cương cực kỳ đẹp luôn. Đó, có giật cấp gia đình mình. Và đặc biệt cái khoảng cầu thang này giữa nhà mình có cái khoảng giếng trời để gia đình mình có thể lấy gió lấy sáng, cũng như mình thấy sáng cho cái không gian mình lên trên tầng lầu mình luôn nha. Và lên tầng lầu mình thì trên đây mình có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một cái phòng Trang Hải gọi tạm gọi như phòng thờ đi nha. Vừa lên đây, đây gia đình mình
đó. Nếu mà đông thành viên mình làm phòng thờ cũng được, hay là mình tận dụng làm phòng ngủ cũng quá là tuyệt vời luôn nha. Rồi tiếp theo chỗ này mình có một cái nhà vệ sinh đây, bà con nhìn thấy nè, nhà vệ sinh nè, nhìn là cái chất lượng rồi, tất cả hệ đồ vệ sinh được rất là cao cấp luôn. Và cái phòng ngủ đây phía sau nhà, wow, cực kỳ rộng luôn. Đặc biệt cái phòng này phía sau mình không gia chạm với ai, mình có một cái cửa sổ để mình lấy gió lấy sáng, mình nếu mình muốn mở ra nóng được mình mở ra cũng rất là ok luôn. Rồi tiếp theo Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên pháp lên cái phòng ngủ thứ ba trên lầu mình đây. Quá trời, còn căn này thì nó rộng nữa bà con ơi, cực kỳ rộng luôn, hệ thống chiếu sáng đèn điện đầy đủ cho đêm mình luôn. Và đây là cửa chính để hướng ra ban công của mình. Chủ nhà thì sẽ nhôm, tất cả đều nhôm sinh pha đây mình coi đó. Nhà mình nằm giữa một cái khu dân cư này, nhà ở rất là đông đúc, sang sát chỉ sát bên cái đường xe tải luôn. Còn cái thành tây bệnh bà con nhìn thấy lan can nè, rất là cao, an toàn, kèm theo cái kính lực. Gia đình mình ở đây có thể mình trồng được cái chậu bông, có khoảng nhỏ là chậu bông châu hoa cũng rất là tuyệt vời luôn. Dạ, và với căn nhà này pháp lý sổ hồng riêng có hướng đông nam, và đặc biệt là căn cốc đỡ hậu cực kỳ đẹp luôn. Chủ đã giảm 550 triệu so với thời điểm trước, giá hiện tại của mình chỉ đúng 1 tỷ 900 triệu. 1 tỷ 900 triệu là giá tổng toàn bộ nhà và đất, không phát sinh bất kỳ chi phí nào hết. Đó, vị trí của nhà mình thuộc xã Mỹ Yên, nó rất gần với chợ Bình Chánh luôn. Nếu gia đình mình thấy căn nhà này đẹp, phù hợp túi tiền, muốn xem nhà thì có thể liên hệ với Trang Hải để mình xuống xem nhà trực tiếp luôn ạ. Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.